Các bạn khán giả của All Sport thân mến, trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu bán kết 2 của VSC S2 khu vực Sài Gòn. Cuộc đối đầu giữa Bảy Núi và Bamboo. Đây sẽ là một trận đấu có thể nói là hấp dẫn nhất của mùa giải này khu vực Sài Gòn. Đây là đội hình ra sân của Bảy Núi, thủ môn Lý Tiểu Long, Đỗ Văn Trung, tiền vệ Quý Kante mã số 8, Dương Sầm Bách mã số 10, Thạch Nema mã số 12, Bảo Thạnh mã số 17, Ngô Hồng Phước mang áo số 19 và Nguyễn Tuấn mang áo số 20. Còn đây là đội hình của Bamboo. Mai Hoàng Phúc vẫn là thủ môn số 1 của đội bóng này. A Hưng ở tuyến giữa có sự hỗ trợ của An Ke. Thành Đạt, Đạt Rốc sẽ ăn ngữ ở hành lang cánh trái. Tấn Thịnh sẽ trở lại với vị trí trung vệ. Và cánh phải là sự có mặt của Bernaria Vĩa. Ngày hôm qua thì họ vượt qua Nghiêm Phạm Holding với tỷ số 2-1. Và hôm nay tiếp tục loại bỏ một ông lớn nữa là Lam Hồng. Đây là huấn viên Huỳnh Văn Tính của Bảy Núi. Trong khi đó thì Bamboo vẫn ra sân với trang phục quen thuộc. Đây là Đạt Rốc. Nguy hiểm! Không có bàn thắng cho An Ke. An Ke đang thể hiện một phong độ chói sáng ở mùa giải năm nay. Trận đấu tứ kết cũng chính An Ke là người đã lập được cú hat-trick bên phía khung thành của Bảy Núi. Nguyễn Tuấn, Dương Sầm Bách cột 2. Hơi chậm, vẫn là Dương Sầm Bách. Thạch Nema không được, đó là một pha phối hợp tốt. Nhưng rất tiếc là Thạch Nema đã vào chậm mất nửa nhịp. Động tác qua người của Sầm Bách rất thanh thoát và nhẹ nhàng. Vẫn là những ưu thế, vẫn là những tình huống dứt điểm đến từ các cầu thủ Bamboo. Nguy hiểm! Ngô Hồng Phước! Đó là đẳng cấp của một cầu thủ đã từng thi đấu tại V-League từ hạng nhất quốc gia và thậm chí đã từng lên được U23 Việt Nam. Một pha phòng ngự hớ hình của các cầu thủ Bamboo và họ đã phải trả giá. Người đã mắc lỗi trong tình huống này là A Hưng. Pha bỏ bóng xoay người rất nhanh của Ngô Hồng Phước. Và ở một vị trí, một tư thế thuận lợi như thế này thì chắc chắn là Ngô Phước sẽ không bỏ lỡ. Thạch Nema. Tình huống treo bóng của Thạch Nema đã không thể vượt qua được sự truy cản của Tấn Thịnh. An Ke! Pha cứu thua tuyệt vời của Lý Tiểu Long, Đỗ Văn Trùng. Thực sự là quá xuất sắc. An Ke đã thực hiện một tình huống đánh đầu cực kỳ hiểm ác, bóng đi về phía góc cao bên phía tay phải khung thành của Lý Tiểu Long, Đỗ Văn Trung. Nguy hiểm! Đó là phút sàn. Đó là một pha phối hợp theo kiểu phút sàn. Và những cầu thủ đến từ sân chơi phút sàn đã tạo nên bàn thắng này. Chúng ta cùng xem lại. Lỗi thuộc về Hồng Phước. Hồng Phước đã thể hiện sự non nớt khi để cho Trần Duy tách ra. Và đường truyền vừa tầm của A Hưng. Cảm giác bóng và nỗ lực di chuyển tuyệt vời của Trần Duy đã làm nên tình huống này. Góc đá quá rộng và cự ly quá gần, Lý Tiểu Long đã không thể làm gì trong pha bóng này. Không chế bước một tuyệt vời của Trần Duy. Đã có những sự va chạm, đã có những sự tranh chấp đến từ Bảo Thạnh và Trần Duy. Trần Duy đã có một tình huống gác tay vào mặt của Bảo Thạnh. Bernard Hia Vĩ cũng là một sự bổ sung chất lượng. Nhưng lúc này thì sự thể hiện của anh chưa thực sự rõ ràng. Trần Duy! Cú đá mất bóng của Nguyễn Trần Duy. Và xử lý quá tự tin và nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng thứ hai dành cho Bamboo. Cú đá của Trần Duy quá căng, bóng đập vào cột sau và bật ngược ra khiến chúng ta phải phân vân một lúc thì mới khẳng định được đó là bàn thắng. Trước đó là một pha xử lý có thể nói là vô cùng tệ của Ngô Hồng Phước. Ngô Hồng Phước xử lý bóng một cách quá mạo hiểm và đã để mất bóng. An Ke đã cướp đội bóng và chuyển đổi rất nhanh.
và ngay sau đó là một tình huống dứt điểm của một pivot Futsal VSC S2 khu vực Sài Gòn tham dự vòng chung kết VSC sẽ được tổ chức vào thời gian sắp tới. Và pha bóng vừa rồi cũng là pha bóng cuối cùng của hiệp 1, một hiệp đống đấu sôi nọc và hấp dẫn. Hyundai Thành Công đã là nhà tài trợ chính của giải bóng đá cúp đá 7 người Hyundai Cup 2022. Như vậy là đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 cho các cầu thủ 7 nối. Và người ghi bàn là Quý Kante. Pha phối hợp quá hay, một cú miết lòng rất căng của Chí Cường và một pha băng cắt tuyệt vời của đội trưởng Quý Kante. Đây là một pha bóng khó, một cú đá căng ở tầm thấp và Quý Kante đã có một tình huống chạm đầu cực kỳ nhạy cảm. Nguy hiểm, ra quê. Rất tiếc là các thủ Bamboo đã bị lỡ nhịp trong tình huống vừa rồi. Các trận đấu bán kết của khu vực miền Trung Tây Nguyên cũng sẽ diễn ra vào tuần sau. Ngô Hồng Phước qua người quá ngọt. Như vậy là đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 cho các cầu thủ 7 núi. Và Dương Sầm Bách đã không ăn mừng. Có lẽ là Sầm Bách cũng đã từng có thời gian thi đấu cho Bamboo và anh đã không ăn mừng sau khi ghi bàn thắng quan trọng vừa rồi. Ngô Hồng Phước có thể thi đấu không tốt ở giai đoạn cuối hiệp 1, nhưng ở hiệp 2 anh xứng đáng là người hùng của các cầu thủ 7 núi. Một tình huống qua người điêu luyện và một cú chảo bóng rất vừa tầm. Pha bóng này sẽ còn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Bây giờ thì các cầu thủ Bamboo sẽ chơi power play. A Hưng đang là người mặc áo pip và sẽ đảm nhiệm vị trí thủ môn khi Bamboo cần phòng ngự. Hồng Quý, Trần Duy, A Hưng không có cơ hội để dứt điểm. Vẫn còn, rất nhanh, đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 cho các cầu thủ Bamboo. Kỹ năng chơi bóng và khả năng xử lý của họ khi chuyển đổi sang chơi power play thực sự là rất rõ nét và cực kỳ ăn ý. Trần Duy đang di chuyển vào giữa và tìm cơ hội để dứt điểm. Đây là một mẫu cầu thủ có những cú dứt điểm cực kỳ uy lực. Dương Sầm Bách, lỗi của Trần Duy. Duy trong tình huống phạm lỗi với Dương Sầm Bách. Minh Lợi có thái độ phản ứng quá mức và đã phải nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp đến từ các trọng tài. Vô cùng đáng tiếc đối với 7 núi nếu như họ góp mặt ở trận chung kết với VIP Sài Gòn. Phúc Vận, cú đá của Út Ca Chép không chiến thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ thành Lý Tiểu Long, Đỗ Văn Trung. Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu năm nay khu vực miền Nam, đó là thủ thành Đỗ Văn Trung, người có biệt danh là Lý Tiểu Long. Một chiến binh, một chốt chặn vững vàng. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc của trận đấu đã vang lên và chiến thắng thuộc về 7 núi. Đội bóng của Bầu Sự, đội bóng đến từ An Giang đã tạo nên kỳ tích khi mà họ quay trở lại với sân chơi của bóng đá Phủ Sài Thành.